Anh ơi, có iPad nào Pro mà giá 3 củ không anh? Riêng về Pro ấy, anh là nhất luôn. Đây, cho em đến giới thiệu cho anh xem nhé. Đấy, siêu phẩm chứ. Đấy, siêu phẩm nhé. Ủa. Quá to luôn. Như cái thớt luôn anh em. Như cái thớt luôn. Để tôi mở cho anh em xem này. Cái con máy này thì nói thật với anh em là dòng Pro, một dòng cực kỳ ngon. Bởi sao nó trang bị tận 4 củ loa stereo nhé, 4 củ loa stereo này, hai loa trên và hai loa bên dưới. Tiếp theo là cam sau thì nó có thể thấy một cái cam lồi lên đến độ phân giải là 12 megapixel, tích hợp của đèn flash. Nhắc đến dòng Pro là một cái mà chúng ta có thể thấy được là cái màn hình đấy, màn hình quá đẹp, quá mượt mà. Độ các bạn có thể thấy tần số hẹp màn hình em vuốt này, sổ khác xa với những dòng điều hiện tại, bởi vì dòng Pro chúng ta được trang bị lên đến tần số hertz đến là 120 Hz anh em nhé, 120 Hz. Con này như một chơi game sướng thua rồi luôn, màn hình cực kỳ to. Con này thì là 12,9 inch anh em ạ, 12,9 inch đấy, dòng Pro 12,9 inch đấy, màn hình cực kỳ to luôn nhé. Đó, đây là phiên bản 2018 đấy, có một phiên bản 2018 nữa đấy, nhưng mà nó kiểu như là nhỏ gọn hơn đấy, nhỏ hơn lên cho anh em nhé. Riêng Ok, về các bọn anh này xem nhé. riêng về bọn này mọi người thấy về ngoại hình này, nhớ về ngoại hình này. Keng nhá, keng chặt luôn đấy, sổ đây này, ngoại hình đường nét này đúng kiểu hai màu khắc bạch vô thường luôn Quay đấy. từ từ cho khách nó Đấy, xem đấy, đấy. À, thầy để cho anh em xem nhá, đúng không? bọn này cho Để anh xem nào. Ủa, kèn thế. quá Hàng nó keng, là chất như này đúng không? quá keng luôn Rùa. đấy, sổ. Bọn này mã đời cao cho nên là nó đều trang bị đổi sang thành cổng chân sạc Type-C anh em nhé. Đấy. Và ở phần bề ngang anh phải thấy bên này nó được trang bị, đây là tiếp điểm của bút pen 2 đấy, với tiếp điểm bàn phím thì nó được đặt ở mặt bên dưới này đấy, nó được đặt ở mặt bên dưới nha anh em nhé. Con này thì kích thước màn hình của nó là con này là 11 inch đấy, 11 inch để tôi so sánh hai con này, một là 12,9, hai là con 11 inch này đấy, như là cạnh nhau này, em có thấy điểm khác nhau nhé. Sợ 11 inch vòng 12,9 inch đấy, chuôi khéo phải phải tầm ba hai xăng rưỡi như là ba xăng này anh em ạ, phải hai xăng rưỡi ba xăng. Nhưng mà dòng Pro này thì quá nét quá chất rồi đấy, quá nét quá chất nha anh em nhé, 4 củ loa stereo. Cái này thì gọi là đặc trưng của dòng Pro, đặc trưng của dòng Pro là 4 củ loa stereo cam sau 12 chấm này, tích hợp đèn flash và màn hình như thế là 120 Hz đấy. Tiếp theo đấy, một thiết kế gọi là cổ điển cho anh em là một Đây có ít ở trong hộp đây. này, bóc ra hàng toàn hàng hộp đi. Đây 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 đây, cho hộp cho anh em xem nhé. Đây đây, ui cái hộp màu gold, hộp màu gold anh em nhé, đấy hộp màu gold, hộp màu gold đấy. Rồi đây là Ủa dòng vàng thế. iPad, đây là dòng Pro bản 2017 đấy, gold này, kèm anh em cho anh em xem cái ngoại hình trước nhá. Đấy, một thiết kế cổ điển đấy, bo tròn đấy, cực kỳ kèm luôn này, buồn chói mắt sợ thật. Đây, về cái dòng này thì em gọi là cực kỳ bán chạy luôn, dòng Pro 100 của nó dòng cực kỳ bán chạy. Đây là phiên bản 4G, 4G anh em nó sẽ không thể nào thiếu được giải anten. Con này cũng được trang bị 4 củ loa, hai củ loa bên trên và hai củ loa bên dưới anh em nhé. Đấy, đặc biệt là cái dòng này thì nó vẫn còn giữ cho mình là jack cắm tai nghe 3.5 này. Đấy, loa này to rồi. Đấy, nhiều khi hàng xóm nghe nhạc sùm quá thì cũng mình cắm cái tai nghe vào mình nghe. Đấy, tại để hàng xóm đỡ chửi. Đấy, màn hình thì nó được trang bị là quả màn hình lên đến là 10,5 inch, kích thước mình là 10,5 inch. Con này thì tần số hertz màn có thể lên cũng vẫn có thể lên đến là 120 Hz anh em nhé. Đấy, 120 Hz. Riêng một cái dòng Pro ấy thì cái màn hình của nó đứng đầu luôn. Đấy, muốn trải nghiệm cái màn hình đẹp ngon như này thì nên chọn dòng dòng Pro của anh em nhé. Đấy, dòng Pro Con này còn ra 4 GB. RAM 4 GB đấy, Ra RAM 4 GB anh 4 GB. em nhé, nó khắc sổ Ra nó 4 GB này nó mạnh đúng không? quá quá mạnh, nó để con chip của nó lên quá khỏe luôn anh em ạ. Trải Mà nghiệm BBG biết rất là nhẹ dòng luôn, này đợt này là có cả 256 GB rất nhiều. có bản 256 GB. Cái này thì nó gọi là có dành cho những anh em thích dung lượng cao, thích lưu trữ nhiều đấy, nên dùng bản 256 GB. Check con khác xem mấy hàng hóa chất lượng ra làm sao, rồi bóc hết cả ra, rồi cầm tất cả lên cho khách xem luôn chất lượng như thế nào. Bóc hết ra rồi cầm Đúng đưa rồi. lên cho anh em xem. Đây, tiếp theo nữa đấy, cũng vẫn là một gold anh em nhé, đẹp không, quá keng luôn đấy, hàng cực kỳ keng anh em nhé. Về chất lượng hàng với mình thì đều đặt lên hàng đầu đấy, kiểm ngoại hình này,
xong rồi kiểm pin này, xong rồi mới kiểm chất lượng máy này. Đấy, chất lượng máy bên mình thì luôn được đặt lên hàng đầu luôn. Đấy, lên cả các màu khác luôn. Cái Palo 10.5 này có cả các màu khác nữa. Đây, để mình lên các màu khác mình xem. Đấy, đủ màu luôn anh em nhé, đủ màu luôn. Màu hồn đang đẹp quá. Đấy, đủ màu luôn cho anh em nhé. Sỏi quá đẹp luôn. Quay chậm nhá, chỗ này chậm nhá, để cho khách khán giả xem là cái chất lượng máy ra làm sao. Đấy, quá đỉnh cao luôn đấy, kèm luôn. Wow, quá kèm luôn anh em nhá. Dòng Pro 1.5, một dòng cửa nói bên mình kỳ bán cực kỳ chạy, cực kỳ nhạy luôn. Bởi vì sao, mức giá nó có quá rẻ đấy, quá rẻ so với giá thành, màn hình thì cực kỳ đẹp. Đây, cái chất lượng hàng nhá, quá kèm luôn. Được đặt lên hàng đầu cho anh em đấy, kèm xả beng luôn. Đây, bọn này thì bên mình sẽ check pin nhá, check pin cho anh em xem. Đấy, về chất lượng hàng thì cũng phải có đến với chất lượng pin. Đây, cho anh em xem về pin này. Đây, bóc gọi là bừa anh cho anh em xem nhá, về pin này. Pin này thì bên mình đều chụp trong phần album ảnh nhá. Đây, pin này anh có thể nhìn thấy nhá, con này đang pin 96 này, cái pin 96 này, và tất cả linh kiện của nó anh em có thể thấy là full xanh nhá. Đấy, không hề thay thế sửa chữa linh kiện gì. Đấy, tức là để nguyên nguyên zin cho anh em, máy được để nguyên zin đấy, không hề thay đổi sinh nghiệm gì, và cái mức pin là 96 mức tuổi thọ pin anh em nhá. Màn không già, không hồng, già, không am ố. Đây, đấy, cho anh em xem màn này. Đấy, quá đẹp luôn đấy, chẳng hơn cả ngọc trinh đi chứ. Đấy, quá đẹp luôn anh em nhá. Hàng đấy, tuyển nó phải thế. Tiếp theo đấy, anh em muốn có một cái của màn vừa đủ cho anh em, đấy, của quả màn hình vừa đủ thì đây, lên cho anh em thêm. Đây là dòng Pro 9.7 inch. Đấy, Pro 9.7 inch nhá. Ủa, màu hồng luôn này. Màu hồng luôn anh em nhá. Đấy, màu hồng luôn này. Đấy, hồng nam tính anh em nhá. Đây là hồng nam tính này. Về chất lượng hàng cho anh em xem. Chắc chắn là phải có cái chất lượng hàng rồi. Đấy. Đây. Quá đẹp luôn nhá. Quá xuất sắc luôn. Chất lượng hàng của nó cực kỳ xuất sắc. Con này là dòng đầu tiên. Đấy, có dòng đầu tiên luôn mà được trang bị tận 4 củ loa. Đấy. Về từ con này mà vững vàng về sau. Đấy, dòng Pro chúng ta đều được trang bị đây là 4 củ loa stereo cam sau là 12 chấm cam lồi anh em nhé, cam lồi. Đấy. Và tích hợp cả đèn flash. Đây là dòng 9.7 bản 4G lắp SIM, không thể thiếu. Đây là giải anten này. Đấy, mình lên thêm cả một con màu trắng nữa cho anh em xem. Đấy, hai màu. Đấy, hai màu trắng hồng đấy, cực kỳ đẹp luôn, màu cực kỳ sáng anh em nhé. Bên mình thì cái dòng Pro 9.7 này thì mức giá của nó phải quá là rẻ đấy, phải nó quay cái lưng cho khách xem là mày quan cho quay toàn mày xem mày. Đây cho anh em xem nhá. Rồi, hai phiên bản đây là màu trắng và màu hồng này, đấy, trắng mạnh mẽ đấy, hồng nam tính. Rồi, để cho anh em cực kỳ đẹp và sang anh em nhé, màu cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok, báo giá tất cả các series Pro bên mình đang có đi. Về series Pro bên mình đang có thì chúng ta lại gồm có gồm những cái dòng đây, lên từng dòng một để báo giá cho anh em xem. Đây. Thứ nhất, đây là về dòng Pro 2018 phiên bản là 12.9 inch anh em nhé. Đấy, màn hình cực kỳ to, con này thì là viền vuông. Đấy, mã đời cao viền vuông, màn hình là về kích thước hàng màn keng inch luôn. Hàng cực kỳ keng anh em nhé. Keng chặt luôn. Về mức giá của dòng Pro 2018 phiên bản 12.9 inch thì mức giá bên mình để tầm giá khoảng đôi 11-12 củ gì đấy. Đấy, 11-12 củ cho anh em đấy. Thiết kế viền vuông này. Đấy, viền vuông anh em nhá. Viền vuông. Màn hình tràn viền loại bỏ nút home và giắc tấm tăng 3.5. Đấy, 11-12 củ cho anh em nhá. Đấy, app Pro 12.9 inch. Cực kỳ to luôn. Bản 2018 siêu phẩm nhá. Siêu to. To nhất bây giờ. To nhất bây giờ. Con này mà xem phim thì sướng. Có ăn sướng luôn, xem bóng đá cũng xem một. Đây. Tiếp theo cũng là phiên bản Pro 2018 nhưng con này là phiên bản 11 inch em nhé, bản 11 inch. Em vừa so sánh cho anh em xem thấy giữa con 11 inch và con 2018 bản 12.9 inch rồi. Thì mức giá của bọn này thì bên mình đang để là tầm 10 củ ấy thôi, tầm trong khoảng tầm 9-10 triệu. 9-10 củ ấy thôi. Đấy, cho anh em 9-10 củ đều phiên bản 9 triệu thôi. Hơn 9 củ. Ui, quá rẻ luôn đấy chứ. Đấy, iPad Pro 2018 mà 11 inch mà hơn 9 củ là quá rẻ luôn. Đấy, màn hình này. Màn hình thì bọn này đều trang bị là màn hình 11 inch. Đấy, đều là thiết kế gọi là loại bỏ nút home. Đấy, màn hình tràn viền anh em nhé, 11 inch tràn viền này, quá đẹp luôn. Tiếp theo, với thiết kế cổ điển, đấy thì chúng ta sẽ có đây là dòng Pro 10.5. Anh em hay nói đây là phiên bản iPad Pro 2017 ấy. Đấy, thì cũng có người gọi là Pro 10.5. Ở đây có con sản xuất 2018, 2019 ấy, 2021 cũng có. Đấy.
đít cao anh em nhá, đít cao sản xuất của đít cao luôn đấy, quá hiếm luôn, đảm bảo chỗ này đảm bảo thị trường giá nó bao tiền? 4 đến 5 triệu. Tầm 4 đến 5 triệu. Đây bản 4G anh em nhá, tầm 4 đến 5 triệu là có cái iPad Pro 1.5 rồi. Đấy. Màn hình thì cũng được trang bị là màn hình 120Hz anh em nhé. Có cả bản Wi-Fi. Bản Wi-Fi thì nó rẻ hơn. Bản Wi-Fi nó rẻ hơn anh em nhé. Đây, màn hình này 10.5 inch. Đấy, 120Hz, cái dòng này là dòng bán chạy nhất bởi vì giá cực kỳ rẻ mà màn hình nó cực kỳ đẹp. Chip RAM 4GB. Đỉnh nhất luôn. Đặc biệt là RAM 4GB. Gen 9 tua Gen 9 9 tuổi thì ra Gen 9 RAM có 3GB thôi. RAM có 3GB. Màn hình này không có 120Hz, không có 4 loa, không có camera 12MP đúng không? Hơi thua vì cái dòng Gen 9 đấy. Đấy, dòng Pro nó ăn đứt hết rồi. Tiếp theo, rẻ nhất trong series dòng Pro chúng ta. Lanh quanh 3 triệu. Lanh quanh 3 củ nhá. Thì đây là dòng Pro 9.7 cho bạn. Đấy, dòng này thì kích thước màn hình các bạn có thể thấy đây, rồi về kích thước màn hình cho anh em xem. Đấy, kích thước màn hình của nó được trang bị là 9.7 anh em nhé, 9.7 inch. Về dòng này ấy, thì nó được trang bị chip A9X cho việc anh em chiến game ấy, thì có chip không khác gì một con A10 full sơn. Đấy, mình đã chiến game rồi, tải nghiệm thử cho anh em xem rồi. Đấy, thì mình nói như thế, màn hình cực kỳ đẹp, 9.7 inch quá vô đủ cho anh em học tập vui chơi giải trí. Và tiếp theo là 4 củ loa stereo. Đấy, dòng đầu tiên đi đầu với 4 củ loa. Đấy, 4 củ loa stereo, hai loa trên và hai loa bên dưới. Và tiếp theo đấy là camera 12 chấm anh em nhé. Đấy, dòng đầu tiên luôn, dòng Pro 9.7, mức giá 3 củ ấy, thực sự anh em quá hời. Đấy, dòng Pro 9.7 em nhé. Đấy, mức giá lên anh 3 củ thì cúp Pro 9.7 vào pha. Bảo hành như nào? Bảo hành thì biết mình chế độ bảo hành bán hàng nào ship COD toàn quốc không? Trời ơi, riêng về vấn đề COD thì full bản đồ server Việt Nam mình luôn. Đấy, gọi là full bản đồ cái server Việt Nam mình luôn anh em nhé. Bán hàng thì anh em tỉnh lẻ ấy, thì có yên tâm là có ship code dành cho anh em nhé. Còn trong địa bàn Hà Nội thì ship luôn ngay trong ngày luôn, kiểm tra máy nhận hàng thì chắc chắn là phải thanh toán rồi. Đấy, là như thế. Đây bắt Pro 9.7 nhé, cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ loanh quanh 3 triệu. Ok, 3 củ anh em ạ, không nghe nhầm đâu, Pro mà loanh quanh 3 củ thì là Pro 9.7 anh em nhé. Bảo hành bao lâu? Về bên mình sổ hành sẽ là 15 ngày anh em nhé, 15 ngày và bao test trong vòng 3 tháng. Hàng thì bên mình đều cam kết là nguyên zin nguyên chuẩn, anh em gọi là mua hàng mà có hình lỗi lầm gì là bảo hành ok ngay anh em nhé. Đấy, bảo hành ok ngay cho anh em luôn. Đây, 3 củ anh em nhé, 9.7.